kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 19 tháng 1 của kênh VTC 14. Thưa quý vị, ngày hôm qua do đã nằm sâu trong khối không khí lạnh nên thời tiết ở các tỉnh khu vực miền Bắc đã trở nên khô ráo hơn, mưa giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi, nhưng sáng sớm có nơi có xuất hiện sương mù khiến tầm nhìn xa bị hạn chế. Mưa tại khu vực Bắc Trung Bộ cũng đã giảm và vùng mưa có xu hướng lan dần xuống phía Nam. Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam bộ phận không khí lạnh này nên thời tiết hầu như ít thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Hiện nay không khí lạnh có cường độ ổn định và sẽ suy yếu dần vào chiều và đêm nay. Do không khí lạnh suy yếu và lệch đông nên các tỉnh khu vực miền Bắc sương mù xuất hiện nhiều hơn, đồng thời thì sáng sớm ở một vài nơi vẫn còn có mưa nhỏ. Đến khoảng ngày 21 tháng 1, không khí lạnh có khả năng được tăng cường yếu trở lại và chi phối đến thời tiết các khu vực. Khối không khí lạnh suy yếu cũng khiến cho đới gió đông bắc trên khu vực Trung Bộ giảm cường độ. Do vậy mà mưa tại Trung Bộ tiếp tục giảm thêm, nền nhiệt cũng có xu hướng tăng dần. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là nơi có thời tiết ổn định nhất cả nước, trời phổ biến ít mưa, ngày nắng và nền nhiệt luôn duy trì mức cao. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thời tiết tại thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị, sáng nay thủ đô Hà Nội trời vẫn còn khá nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù. Do không khí lạnh suy yếu nên buổi trưa và chiều trời hứng nắng, nhiệt độ ban ngày tăng lên khoảng từ 2 đến 3 độ, cao nhất là từ 17 đến 19 độ, còn nhiệt độ về đêm tăng không nhiều, chỉ trong khoảng 1 độ và thấp nhất là từ 13 đến 15 độ, độ ẩm không khí tại đây ở mức 80%. Trong mùa đông lạnh giá, ngoài việc mặc đủ ấm, các hộ gia đình thường có những biện pháp sưởi ấm và giữ ấm nhiệt độ trong phòng. Tuy nhiên thì quý vị cũng nên lưu ý, tuyệt đối không được sưởi bằng phương pháp đốt nóng trong phòng kín, tránh trường hợp ngạt khí CO2 và bỏng. Không khí lạnh suy yếu gây ra trường gió đông thổi từ biển vào đất liền, mang theo hơi ẩm tích tụ trong không khí. Do vậy mà buổi sáng ở Hải Phòng thì vẫn còn có mưa nhỏ và một màn sương mù khá dày bao phủ toàn bộ thành phố. Do vậy khi lưu thông ngoài đường, đặc biệt là vào tầm sáng sớm và chiều tối thì quý vị cần hết sức lưu ý, hạn chế tốc độ khi lưu thông trong sương mù, đồng thời bật sáng đèn của các phương tiện giao thông để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Đặc biệt là ở những khu vực ven biển có sương mù dày đặc khiến tầm nhìn xa giảm xuống rất thấp. Buổi trưa và chiều trời hứng nắng nhẹ nên nhiệt độ cao nhất tại đây 18 độ và thấp nhất 15 độ với độ ẩm 85%. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên ở Đà Nẵng về đêm và sáng trời chuyển lạnh. Hiện nay thì không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu, trường gió đông bắc có cường độ giảm dần nên ban ngày trời nắng và không mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, cao nhất ở mức 26 đến 27 độ và thấp nhất là từ 19 đến 20 độ với độ ẩm trong không khí 65%. Thưa quý vị, với mục tiêu xây dựng một thành phố đáng sống, vừa qua Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và khu du lịch. Cụ thể như tại khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, Sở đã triển khai quyết liệt bằng nhiều giải pháp quản lý và kỹ thuật. Đến nay, tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải đổ về trạm xử lý nước thải tập trung luôn giữ mức ổn định, lưu lượng nước thải phát sinh trung bình khoảng 2.600 mét khối một ngày đêm. Sau khi cải tạo một số hạng mục của công trình xử lý, trạm xử lý nước thải tập trung đã đi vào vận hành ổn định, hiệu suất xử lý đạt từ 93 đến 95%, chất lượng nước thải sau xử lý cơ bản đạt yêu cầu, mùi hôi đã giảm thiểu đáng kể. Thưa quý vị, xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm qua thì nhiệt độ thấp nhất ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên 3 độ, khiến thời tiết bớt lạnh hơn về đêm và sáng sớm. Ngày hôm nay, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực đã nằm trong khoảng 22 đến 23 độ, ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất 33-34 độ. Tuy nhiên, thời tiết vẫn còn khá khô hanh, do độ ẩm không khí xuống thấp, khoảng 55-60%. Ngoài việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, thì hạn hán cũng khiến cho các hồ chứa thủy điện không tích được đầy vào cuối năm 2012, nên sản lượng điện có thể thiếu hụt khoảng 1,43 tỷ kWh. Cùng với đó, ngành điện dự kiến sẽ phải huy động 1,57 tỷ kWh chạy dầu FO và DO. Nguồn điện vận hành chạy dầu lại ở hầu hết trong các tỉnh phía Nam, nên việc cung cấp điện cho các tỉnh miền Nam trong năm 2013 sẽ khá căng thẳng. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất và sinh hoạt của người dân trong khu vực. Còn tại thành phố Cần Thơ, nền nhiệt ở Cần Thơ hầu như ít thay đổi trong nhiều ngày nay. Ban ngày, thời tiết mát mẻ và có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ. Về đêm, nhiệt độ không xuống quá thấp vào khoảng 22 đến 23 độ với độ ẩm 60%. Thời tiết này sẽ khá thuận lợi cho sinh hoạt giao thông của người dân trong khu vực và cả những chuyến tham quan dã ngoại nơi miền quê sông nước trong dịp nghỉ lễ cuối tuần. Thông tin về thành phố Cần Thơ đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.